Trong tất cả những thứ phức tạp nhất về tình yêu và cũng là những thứ đơn giản nhất về tình yêu, đó chính là tình yêu gia đình. Xuất phát từ tình cha nghĩa mẹ dành cho con cái của họ và tình yêu mà con cái dành cho cha mẹ, tác giả Hoàng Văn Quyền đã thổi một hơi thở mới vào thế giới văn hóa và tinh thần với cuốn sách Hãy cho đi những gì bạn muốn phần 2. Tác giả Hoàng Văn Quyền sinh ra và lớn lên tại vùng quê trung du miền núi Lạng Giang, Bắc Giang. Với tâm huyết của mình, tác giả tái hiện những khoảnh khắc ấm áp của tuổi thơ, những kỷ niệm đáng quý về cha mẹ và những giá trị tốt lành mà họ đã truyền đạt và thực tế của cuộc sống. Hãy cho đi những gì bạn muốn phần 2 đưa ta bước vào thế giới của tình yêu gia đình, tình yêu đôi lứa, đặc biệt hơn cả là tình yêu bao la của cha mẹ dành cho con cái. Mỗi bài thơ giản dị như bữa cơm mỗi ngày, lời thơ chân chất, ngôn ngữ của người nông dân thể hiện những điều đơn giản trong cuộc sống hàng ngày như gốc đa, cánh diều, chiếc xe cà tàng của mẹ, cuốn sổ ghi nợ của mẹ, yêu bà, thư gửi mẹ nơi xa. Và bài thơ Chiếc iPhone, ai trong mỗi chúng ta đọc đều phải khóc và sống chậm lại để nhìn chính mình, nhận ra rằng từ lâu nay chúng ta đã bỏ quên tình yêu đối với những điều nhỏ nhặt đó. Hai chữ tình yêu lớn lao kia thì ra xuất phát từ những điều rất đỗi đời thường ấy. Hãy đón đọc tập thơ Hãy cho đi những gì bạn muốn phần 2 như là quà tặng bạn dành cho chính mình, cho cha mẹ, con cháu của mình và cho tất cả những ai muốn đón nhận tình yêu như là một sự thật tất yếu trong cuộc hành trình nhân sinh.